Theo bản dạng cáo trạng, vào tối 7 tháng 11 năm 2016, Hồ Văn Tâm đến dự tiệc rượu mừng đám cưới tại nhà một người hàng xóm. Trong lúc ngồi nhậu thì bắt gặp người quen là anh Nguyễn Thành Tâm 33 tuổi, xóm Bình Tú, nên đến mời uống một ly rượu. Trước khi rời bàn, Hồ Văn Tâm mời thêm anh Nguyễn Thành Tâm một ly nữa, tuy nhiên do ngồi xa và ồn ào nên gọi không nghe. Hồ Tâm lấy một nắp chai ném vào Thành Tâm để biết đang mời rượu. Tuy nhiên, Thành Tâm cho rằng mình bị xúc phạm nên đổ rượu xuống đất và hai người xảy ra xô xát. Lo kinh sợ bị tấn công, Hồ Tâm chạy ra xe lấy một con dao đấm cất giấu trên người. Khi Hồ Tâm đi vào thì bị Thành Tâm và Trần Thanh Tùng 17 tuổi, xóm Bình Phục, chặn lại tấn công. Hồ Tâm dùng dao đâm Tùng một nhát vào bụng bị yêu thương tích 84%. Thấy tấn công nhau, anh Nguyễn Trường Sang 35 tuổi trú xóm Bình Phục, làm trong đám cưới chạy ra can ngăn bị Hồ Tâm đâm trúng ngực tử vong. Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt Hồ Văn Tâm 24 tuổi, xóm Bình Phục, huyện Thăng Bình, 19 năm tù về tội giết người và 6 tháng tù về tội cố ý gây yêu thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Được biết, tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam mở vào cuối tháng 11 năm 2018, đã tuyên phạt Hồ Văn Tâm 11 năm tù về tội giết người, 6 tháng tù về tội cố ý gây yêu thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.